Em biết không, anh là đàn ông anh rất là mạnh mẽ. Anh thích là một người đàn ông phải chuẩn mực. Mà đặc biệt anh thấy em đi tập tạ đồ rất đồ mà đồ. Dạ kìa. Đi đi. Hồi nãy đi ngang á, em có thấy căn nhà bự bự kia không? Có. Nhà ai vậy anh? Nhà anh hả? Ừ, nhà của chị Hột Hà đó em. Ủa nhưng mà anh ở trong đó. Anh ở trong đó. Anh ở đợi. Ở nhưng mà em yên tâm. Trời ơi, anh cam kết với em trong năm 2016 này anh sẽ kiếm được 1 tỷ đô la. Rồi khi đó hả, anh sẽ mua bất cứ gì mà em thích. Em muốn đạt giải cao nhất Hoa hậu University không? Anh mua cho em luôn. Trời ơi. Anh ơi, tính điêu anh ơi, à, quán em đóng cửa đi nhảy đầm nữa. À, tính tiền hả? Chắc là em trả giùm anh nha. Tại nãy anh đi gấp quá. Thấy không, anh đi gấp quá anh quên mất tiền. Em trả giùm anh nha. Em tính tiền. Ủa em đợi anh lâu không? Tại chạy xe em hẹn xa quá đi. Người mà quể quải luôn. À em cũng mới tới. Mà gặp nãy biết gì không? Đi, trời mưa. Chạy văng nước cho nó dài, nó ướt nó dài luôn. Yêu. Mà em bị gì vậy? Hả? Em bị gì? Only you. Em khỏe không em? Ok, em ổn. Trời ơi, xin lỗi em nha, anh bận công việc. Trời ơi, gấp quá, trời bận quá em ơi. Khoan khoan từ từ, alo, sao? Dạ, từ từ, đợi em chút xíu nha, rồi, từ từ. Em đang mở máy. Dạ, để em, dạ, alo. Khoan, đợi anh xíu. Alo, dạ, từ từ anh ơi. Dạ, thế nào anh? Dạ, em đang ngồi gần công ty nè anh. Dạ, để em xíu nha, dạ. Anh, dạ. Bây giờ đi ha anh, rồi, anh đi liền. Alo, anh đi liền. Em có thấy không? Hôm nay trăng thanh gió mát, trời yên bể lặng. Anh ơi, đang sáng mà. Ủa sáng hả? Ừ. Nhắc sáng mới nhớ. Em hãy nhìn xung quanh đây đi. Em có thấy không khí trung thu đang ngập tràn nơi đây không? Khung cảnh hữu tình. Anh muốn dành 2 câu thơ tặng cho em. Thơ hả? Ừ. Em nghe nhé. Gửi cho em đêm lung linh, cùng tình sống nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Em ngủ hả? Em ơi. Em không biết thơ anh hay sao? Em em không có ý thức gì đó. Anh phải tiết kiệm chứ. Tại sao em chọn quán sang thế này? Sang thế này nó rất là mắc tiền. Mà bây giờ kinh tế mà phục vụ không tốt nè, em thấy không? Nè. Phục vụ rất tốt nhưng mà đồ ăn không có ngon. Một lát khi đồ ăn xong nè, cảm ơn anh. Đó, em vô đây nè, em nói với nó là mình đang đợi bạn thì nó đâu có vẻ được gì, nó kêu đồ ăn chứ chưa tốn tiền. Nhưng mà em nói. Em nói anh có mua đồ ăn. Nè, cho nó nói mà bắt nè, mua nè, em gặp được một thôi. Trời ơi, không lẽ ăn xong mà không uống nước vậy hả? Có nước, anh có đem nước cho luôn. Trời. Nhưng mà nhìn cái chai rượu như thôi chứ không uống rượu. Cái chai này bữa người ta cái bên nhà ta uống rượu, người ta đòi anh thấy tiếng mình làm gì chế xuống rượu. Em còn nói không? À, chán liền. Anh có đẹp không? Không thích nhờ xanh không? Có nhờ đỏ. Có càng luôn, chán liền. Chứ bây giờ vô mà quá là tốn tiền nhiều lắm. Anh tên gì? Anh tự giới thiệu với em. Anh tên Vũ. Anh tên Tú, anh nhầm, anh hồi hộp quá. Anh làm nghề gì? Hiện tại hả? Anh đang là bác sĩ. Bác sĩ đó em. Anh làm bác sĩ gì vậy? Bác sĩ ngực chứ bác sĩ gì? Ồ, không có. Hồi hộp quá nữa. Bác sĩ ngực, bác sĩ tim. Trời ơi, anh làm tim. Anh đưa tay xuống giùm em nha. Anh ơi,
Làm ơn giữ từ chồng giùm đi anh. Bạn trai chị hả? Cẩn thận á. Không có. Anh hiểu lầm rồi. Hai. Em hiểu lầm anh đâu mà. Em không biết là anh làm nghề gì ha? Anh làm nghề makeup em. Làm nghề trang điểm. Nhưng mà anh làm nghề trang điểm thì thôi, nhưng mà anh rất là manly, em hiểu không? Chị không biết là thời gian rảnh thì anh làm gì? Thời gian rảnh đó hả, thì anh hay chơi những cái môn thể thao rất là nam tính, chẳng hạn như là ở đá banh nè, hay là chơi bóng. Bóng rổ. Nói chung là những cái trò mà nam tính đó, anh rất là thích chơi. Taxi. Dạ đi. Nay đi chơi anh có lăn nát không? Chứ bữa đi chơi với anh mà hôi đình. Anh không thích nhỏ nữa đây. Cái mặt kìa. Cái này làm cái gì mà makeup đậm vậy? Đi chụp hình thờ hả? Để dành mốt chừng nào chết để thờ hả không? Makeup kiểu là cái tông màu hồng này không thích rồi. Còn gặp nhờ cái tóc màu vàng nữa. Tóc này màu xanh rêu chứ bộ. Anh cũng không thích màu xanh rêu này luôn, cũng không đẹp luôn. Anh không thích được cái màu vàng. Em biết là năm nay cái tuổi anh kỵ với màu vàng cứt. Tại sao em bật áo màu vàng cứt? Cái màu vàng cứt như cái gì? Trời ơi, cái màu vàng cứt. Trời, làm gì mà anh rêu dữ vậy hả? Ủa thì màu vàng cứt, người ta nói màu vàng cứt mà. Để anh kể cho em nghe chuyện nó là gì nè. Em, anh có mời một người bạn của anh tới chơi chung với mình á, không biết là em có thấy ngại hay là phiền gì không á? Có sao đâu anh, bạn của anh cũng là bạn của em mà. Chút nữa nó tới á. Chút nữa gì tới liền nè. Trời ơi, lại tới liền luôn. Ừ. Sao tiền của mình vậy? Làm gì đi mình, đi với Tú. Ê, trời ơi, tao không vui vậy. Đâu có đâu mà đi với mình. Trời ơi, thầy Tần quá vô. Vô, mày kêu rồi đi qua rồi. Vô, 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 vô. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp nhau luôn á nha, trời ơi. Nãy thấy con nào ngồi mày mà. Thôi kệ mẹ đi.